người biết chơi thì đẹp, người không biết chơi thì xấu. Đó. Lấy đi, bây giờ cái quan trọng người ta có bán đâu. Sao quá vậy? Nếu mà bé đây này, mẹ đây bao tiền cháu? Mẹ đây này, cầm cũng giờ nhiều ngọt hết rồi. Ngọt đâu nhỉ? Đây này, lấy rồi, vào lấy rồi. Mọt à? Keo mọt hết rồi. Đây keo mọt hết rồi. Đây này. Khổ quá nhiều. Bên này mà bé tí thì đẹp nhỉ? Bên này bé rằng. Hai cây bao tiền? Hai cây 1 triệu. Ui rồi. Bên mọt 50 gì? Mọt hết rồi. Bên này. Bên này đợt. Bên này đợt. Cái này hai cây 800 nhá. Hả? Hơi to. Dạ. Có lòng phóng được. Không lẽ không? Lấy hai cây 800. Lấy được thì em lấy. Cái này mỏ hết rồi này. Lũ vào đấy. Đấy, lấy giá rồi. Mỏ hết rồi. Có bán không? Đã. Đây, sang đây. Bao giờ đây em? Chắc bán cây này bán cây triệu rồi. Em về em nhồi đi bùn cưa vào. Chọn lên keo 52 vào chuẩn lép luôn. Điếm rồi. Đang nói điếm rồi. Lại cho em như cái này đi. Anh lấy bao tiền anh lấy chứ? Không. Anh sao anh cứ phải ngại cái vấn đề về. Đây. Em lấy anh nhớ được. Này được một đoạn này. Chủ yếu là anh cứ lấy bao. Chủ yếu là anh cứ lấy bao tiền. Em mới có đôi cái lồng. Thế thôi. Thì bẹt chó để đâu thì một ăn hết rồi. Về xử lý được hầu như là bị hết. Bị mọt ăn mới vỏ giống mà. Ăn dứa rồi. Coi như đấy là làm cái mắt. Lấy về để dùng. Nhét keo vào, bông keo vào. Nhét keo vào xong đủ là bông vào. Bông lại. Bông để dùng nữa. À, đúng rồi. Nhà này, ông này giấu quá lâu, hiểu chưa? Cái này chắc bỏ lâu lắm rồi. Cả năm rồi mới mọt. Nhiều lắm rồi. Mấy triệu một cây này? 800 bán mấy triệu? Nó thủng hết rồi. Anh lấy làm cái gì? Hả? Lấy làm cái gì? Nói thật chứ bây giờ bán vẫn mua cơ mà. Cũng là bình thường và tôi tự mông tự xử lý cơ mà. Cái này bây giờ về xử lý cẩn thận. Lùng đây, cây này này này. Cây to. To nhỉ? Nhưng mà lồng ấy được không? Hôm nào có cây bé tí gì nhờ? Không có rồi. Con nó khó gọi nhá. Cái lồng đấy là 900 đó. Không có, to tí đẹp rồi. Lấy là phải chắc sớm tí nhỉ? Thế em biết nào đẹp là đi bấy gặp. Cây có lồng chiếu lồng ấy có. Cây này mà lấy sớm tí nó bé thì nó chưa to ấy nhỉ? Được hai đoạn rồi đấy. Không vừa cùng chỗ này là cắt. Đấy, được cái đoạn mình cầm ấy. Đó,
cái này mang bán rẻ cho. Để lại em ơi. Biết là nó rỗng nhiều lắm rồi nhưng mà kệ nó. Và em xử lý. Loại này nếu mà về nó không biết dùng cẩn thận thì nó sẽ có vui lắm. Vào lồng con chim nó nhảy vào nó nghe cái tiếng rống 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 nó sẽ mổ. Nó tưởng ở trong có cái gì. Đúng. Cái này về là chỉ cho keo cho bốn bột như nào. Nước vào là bệnh. Nước nó là hỏng hết. Mua cái gì chưa? À, mua con chim mái. Đâu? Mái chưa chọn được. Mái để trong túi được à? Còn mua con chim thôi, mái thì ở trong này thôi. À, mái để đấy. Hôm nào con Tình đi đánh thua à? Xuất khẩu rồi. Con Tình xuất khẩu rồi. Không đánh nhập. Toàn thua. Toàn mất tiền thôi là xuất khẩu rồi. Con đâu có gì? Cái gì chẳng thế? Con đó là gì không đánh. Tìm con không rõ. Anh rồi con nào anh? Con nào đánh cao thủ chưa? Chưa được con nào nó. Đây đi. Đang gà không có bán đâu. Cướp mình. Anh xỉu xem ở chỗ nào có con mái nào đẹp, tìm xem con nào khu này đẹp, thích con nào già. Chú cầm về nó là thật tiền. Người biết chơi thì đẹp, người không biết chơi thì xấu. Lấy đi, bây giờ quan trọng người ta có bán đâu. Ai? Ai? Bây giờ nhá, nếu mà không bán là mang về, không cần trả tiền. Cướp. Bây giờ làm sao? Bùng. Cái cầu này bán đâu chẳng mấy. Không cần biết. Thì bây giờ mua về lấy về. Cắt ra dùng. Hả? Đó. Cướp đi anh nhá. Rồi cướp. Rồi ok cướp. Đấy, điện cho đại ca rồi mày cứ cướp đi. Còn kệ. Về nhà tính sau. Về nhà tính sau hay là làm sao tính sau. Đây chỉ lấy về dùng thôi. Bán nó chó. Bán nó dơ lắm. Thật sự là em ai chẳng lấy về dùng. Em bán cho người ta cũng lấy về dùng. Không phải, cái vấn đề là ở nhà tôi mới đặt con lồng của thằng Lâm về. Cái này cho bột vào, cho keo vào. Chủ yếu là nó hết. Đấy, được một đoạn đấy. 40.000 cây này có nhận quá rẻ. 50. 90 cả. 50 cái cây này, 90 hai cây á. 92 cây vẫn mua mọt đi mọt vẫn mua được. 90 cái cây này là 450, còn cái cây kia à, cây này 550, cây kia 500 thôi. Chở cây này á. Anh Quang anh đang bảo đi mẹ bán cho 150 này mà còn đéo dám mua này. Hả? Mua không? Cái đi mà. Cứ bán luôn. Mục nhá. Thế thùng nhà. Thùng cái này là ngày xưa là người ta kê khoan, người ta khoan nhầm một chỗ. Khoan nhầm. Đấy khoan. Khoan lung tung mà này. 2 ly rưỡi cho khoan nào? To là khoan 2 ly rưỡi này. 2 ly rưỡi. Nói chung là về tay em thì nó xử lý sợ được hết. Chỉ cần cái mặt đẹp thôi. Chỉ cần cái mặt đẹp xử lý được hết. Có cái gì khó đâu mà. Mình gẩy một cái mắt này ra ấn vào cái lỗ đấy. Bỏ keo vào. U lên là chẳng có ông nào. Chỉ cần sạch đi chơi thôi. Nếu mà trông có đẹp. Trông được mặt phát thì được 10 cái rồi luôn. Thật đúng không? Có gì không xử lý được. Con nó bảo là để nuôi. Chỉ cần thắng mặt nhát thôi. Quá mình trong cũng rỗng. Cái này đấy là rỗng quá. Bên trong là bị mòn lại. Thế bị mòn đấy. Nó đủ mất rỗng rồi. Thế mới tiếc chứ. Ăn ở trong này, này bốc tách ăn hết cái biển rượu. Nói chung là về xử lý lại dùng thôi. Cho keo vào được. Cho đẹp.
mới thôi, đến được mình mà đúng đời nào đâu. Mấy ông này lấy cái cầu này lâu rồi, nó mới đến bây giờ nó mới bán. Không phải là đến bây giờ nó bán, cây này là cây ủ hàng của gia của nhà nó thôi, bây giờ nó đưa cho vợ con ra bán thôi. Nó thì mọt mới mang ra. Vì mẹ chứ không còn lâu nó mới mang ra cái loại này ra bây giờ. Kéo hơi khó ấy nhỉ. Thật đấy chứ, khó chứ, cái này được một đôi đẹp luôn đi. Một đôi đẹp là to. Đấy, mình không biết là to, nhưng mà vấn đề là thời bây giờ nó cũng khó rồi. Ba thì không ai dùng cái đoạn này cả. Ba thì thật ra đoạn này nếu mà ai cho là cũng cho luôn cái đoạn này cũng được, thì chẳng ai dùng cái đoạn này để lấy ba cả. Bây giờ từ đây lấy cái đoạn này là lấy một cầu này, những cái đoạn khớp là cắt đi được một cầu này. Đây là thừa một cầu đẹp này. Từ đây đến đây được một cầu, đây một cầu. Thế thôi, chỉ là hai cầu thôi. Vẫn xử lý về và xử lý về. Nói chung là bây giờ cướp. Còn cướp. Làm chơi chút nào.